Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng. Cảm ơn anh chị đã quay lại Toàn Trung Auto Gia Lai. Thì hôm nay em Toàn quay review giới thiệu cho anh chị một dòng sản phẩm mới, đó là Toyota Vios 2019 anh chị nha. Xe này biển Bình Định. Này là một dòng xe trong phân khúc B mà gọi là quốc dân nè. Dòng xe mà đi chán nhất và giá cũng dữ nhất. Chán là vì nó cũng không có gì chức năng gì nhiều. Thứ hai là nó cũng lành quá. Nó không có chức năng cao trong phân khúc, nhưng mà nó giữ giá nhất phân khúc tại vì nó lành. Nó mang cái thương hiệu Toyota và nó bền, nó lợi xăng, rất là phù hợp cho anh chị nào mà chạy kinh doanh hoặc là không có đòi hỏi gì nhiều về công nghệ và cần những cái xe gọi bền theo thời gian và ít mất giá theo năm tháng, thì cái này là mình lựa chọn rất là tuyệt vời. Từ năm 2016, 2017, 2018 á, thì Vios này nó có rất là nhiều bản. Nó có thể là bản E, bản taxi đặc, nó bản thiếu, bản limo, nó nhiều anh chị nha. Qua cái đời 2019 này á, nó sẽ thay đổi khác thiệt về form dáng của cái con xe này. Thứ hai nữa là nó thêm túi khí nha anh chị. Cái này thằng này là 7 túi khí. Vios này phiên bản 7 túi khí. Chỉ có phiên bản 7 túi khí màu nội thất đen kem nó mới có cái màu này, 7 túi khí nó mới có cái màu nội thất đen kem này nha anh chị. Và sau này anh chị có nhiều anh chị cứ so sánh là cái xe Vios E mới, nhưng mà anh chị đừng nhầm lẫn, E mới bây giờ nó chưa có hãng nào mà em thấy cũng vui như Vios này. Đáng lẽ càng ngày nó càng phải tăng, ví dụ 7 túi khí là vẫn giữ nguyên và nó tăng thêm một số option nữa. Đây là nó lại cắt giảm, mới giờ nó lại có 3 túi khí và nó giảm, vừa giảm option nó vừa giảm giá. Giá bây giờ mới nó chỉ có lăn bánh là 500 mấy thôi, có chỗ bán 501, chỗ 52, 53, đó là giá lăn bánh xong thuế rồi nha anh chị. Còn 480 mấy là chưa thuế, nay giảm thuế nữa thì gọi tầm 52, nhưng mà nó là ghế nỉ. Anh chị mua xe cũ á thì anh chị được, nếu mà chủ xe họ lên đồ chơi, họ chịu chơi á, thì mình đỡ được một số tiền như đồ nóc rồi ghế dưới mọi thứ là về mình chạy luôn, còn xe mới là mình phải làm lại. Và sau này cái Vios sau này là nội thất nó đen hết nha anh chị, nó đen giống như xe taxi limo vậy đó, giống như xe hàng đặc vậy. Nên là cái giá mà ngày xưa của cái xe này á, nó thật sự với anh chị nó rất là cao, nó tầm lăn bánh ngày xưa là 600, hệ thống chống trượt ABS là đầy đủ hết. Xe này là chạy 6 vạn, cần số đây, túi khí quanh xe. Cái này em bán là 385 nha. Cái này nó lỗ nhẹ cái cốp sau, chủ xe thay cái bà làm bảo hiểm thay cốp sau chạy trị lại như rin. Thợ em không phát hiện ra, về em phát hiện ra thì em bán xe biển Bình Định nha anh chị. Một chủ có hệ thống chống trơn chống trượt, đó là chắc là hệ thống cao cấp nhất của xe này rồi. Trơn chống trượt rồi ABS là maximum rồi. Đó, sản xuất 2019. Tất cả máy nắp cửa xe cũ thì em quan tâm đến mấy cái phần ở trong này là rin hết nha anh chị. Keo chỉ là rin hết. Đó, phần keo chỉ là rin hết. Xe này thì tại thời điểm này thì không có trả góp được nha anh chị. Cận kề cuối năm rồi, chỉ mua bán tiền mặt thôi. Sơn xước đó, em làm cái đèn sáng nhất để anh chị thấy được cái nước sơn. Sơn bên ngoài thì em không bao giờ, hoặc là không có đơn vị nào đánh giá chính xác ở xe sơn 7 rin 70% hay 80%, 90% hay 100%. Và hãng cũng không đánh giá được. Họ chỉ đánh giá bằng kinh nghiệm của họ là ước chừng vậy thôi, hoặc là cái đó nó không quan trọng, đối với em nó không quan trọng, hoặc là dùng kinh nghiệm của họ đánh giá xe này có sơn lại hay chưa, là có nghĩa là nó đổi màu anh chị, nó sơn ở trong. Rồi mua Vios anh chị lưu ý để ý nha. Có nhiều con mà taxi Marlin, những cái xe mà thương quyền á, là nó đổi màu, nên là Vios nó giá nó lộn xộn lắm anh chị. Mà tham khảo, anh chị nào mà không hiểu á, tham khảo trên mạng là dễ dính lắm. Có nhiều con Vios mà 2019 mà tụi em bán 400 mà trên mạng bán có 31, 32. Đó, anh chị nào tham rẻ cái nhảy vô. Rồi có như bữa nay là có nhiều cái chiêu trò là thầy giáo đang cần bán xe, hoặc là bác lớn tuổi rồi đó, thuê những người đó nha anh chị. Những cái chiêu trò đó thì em vào Sài Gòn ngày xưa, cách đây cũng lúc mà em mới đầu buông xe á, vào Sài Gòn cách đây cỡ tầm, cái đâu câu chuyện kể anh chị thôi, cũng 5-10 năm trước rồi, nó hay xảy ra. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu, nó ở có các tỉnh lẻ đó, mọi thứ bây giờ nó cũng bắt đầu là
đánh vào cái tâm lý người nào mới biết mua xe hoặc là mới tin tưởng, ví dụ tin tưởng người này người kia quen biết giới thiệu, thì anh chị nên nhớ là sản phẩm này sản phẩm giá trị lớn, giá trị ô tô là giá trị lớn, nên là anh chị đừng có đặt niềm tin vào lời nói anh chị nha. Kể cả em, anh chị có thể tới chép nhưng mà tất cả đều phải bằng văn bản, đứng ra cam kết bằng văn bản nha anh chị, nó là theo văn bản, anh chị đừng có theo lời nói. Lời nói thì nó có thể gió bay, anh chị nên xem và cam kết, coi và xem, cam kết bằng văn bản. Đó, hầm máy là mọi thứ là còn rất là đẹp, còn rất là đẹp, nắp niếc còn nguyên hết. Quay lại câu chuyện cũ em chia sẻ với anh chị, bữa nay là họ hay dở chiêu trò đó và hay nhờ mấy anh cò, mấy anh thợ, ví dụ anh chị nhờ người quen này nhờ anh thợ này nhờ anh thợ kia, rồi bắt đầu dẫn dắt anh chị. Lúc đó là tiền anh chị đã rớt xuống rồi thì anh chị phải tự chịu trách nhiệm và ngậm đắng nuốt cay. Và những cái xe có nhiều lúc anh chị mua, ví dụ anh chị bỏ ra một lần tiền, anh chị mua những cái xe mà cao tiền, mà đúng thương hiệu, đúng nơi họ bán, họ bán, họ cam kết, và anh chị có thể kiếm họ bất kỳ lúc nào anh chị tới địa điểm của họ để làm việc khi họ sai như lời nói. Còn anh chị mua mà mua theo kiểu là người quen người đồ dẫn, mở máy thì người quen người đồ dẫn đi hoặc là thợ dẫn đi, lúc đó mà dính một phát anh chị đâu trách ai được, tiền rớt xuống rồi, tìm mấy anh thợ anh đâu có giá trị, anh lấy tiền anh ăn xong rồi thôi. Hoặc là những người mà giả dạng giả dân, lái giả dân á, hoặc là thuê, nay thuê người này người kia đứng ra bán, cuối cùng dính bẫy sập thì đâu làm việc ra được. Hậu quả có nhiều xe anh chị mua về, thí dụ 300 mà anh chị về anh chị phải sửa thêm 50-60 triệu nữa, sau này bán thì nó cũng đâu có tăng theo cái giá anh chị sửa, nó lại thấp hơn nữa. Có nhiều con xe cũ mua mà lỗ hơn xe mới là vậy, nhiều người họ sợ mua xe cũ là vậy đó, lỗ tới mấy trăm triệu. Còn đối với những thương hiệu như em nha, em bán giá nó đắt nhưng mà nó là xe thật, người thật, và lúc nào anh chị quay đầu bán lại cũng đều được nha, bán lại đều được. Nó tùy theo giá trị xe để mà rớt giá, nhưng mà không có câu chuyện mấy trăm đâu nha anh chị, câu chuyện mấy chục tại thời điểm thôi. Và cái xe em, anh chị không bán cho em thì anh chị bán người khác, người ta cũng giành giật người ta mua, chứ không có câu chuyện mà anh chị bán rồi cái người này sợ, người sợ chê tới chê lui là anh chị không bán được xe rồi bị ép đó. Đây là nói thật tâm luôn nha, mỗi video em đều nói những cái vấn đề mà tồn tại hoặc là những vấn đề mà em cảm thấy được và em chia sẻ và em đồng hành được thì em nói thôi. Còn anh chị nào thấy dài dòng hay gì đó mà không thích nghe thì có thể qua kênh khác, còn anh chị nào thích nghe thì ở lại cái kênh cá nhân của em, mà kênh công ty của em mà, dành cho những người nào thích em thôi, còn không thích em thì có thể mời qua những cái kênh khác theo sở thích của mình. YouTube mà nó thịnh hành, nó rộng rãi thì tùy theo cái sự thoải mái và cái độ tin cậy anh chị đặt niềm tin ở đâu. Mâm miếng rồi còn sáng sủa đó. Con này thì em bán giá tiền là 399 triệu, bao rút hồ sơ cho anh chị nha. Ở Bình Định thì giữ được biển, heo dầu cũng còn ở hồ mới nha. Dòng này chạy thì nó bền lắm, máy đây máy 1.5 số sàn, hộp số 5 cấp. Anh chị muốn mà công nghệ hơn, muốn chạy sướng hơn, thích hơn và đẹp hơn thì có thể mua Accent. Em cũng có Accent trước, mà gặp em mà tầm tiền em mua Accent 219 bản full nha. Em mua bản full cái ít khi mà bản thiếu lắm, chẳng cực chẳng đẻ, em mua bản thiếu về phục vụ anh chị thôi, chứ có bản full là em vẫn ưu tiên mua bản full hết. Này Accent nè, bản full, tí nữa em quay review cho. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Anh chị nào mua thì ghé lại công ty. Hẹn gặp anh chị tại Toàn Trung Ô tô Gia Lai.